20 tháng 10 này, anh em đang đau đầu vì chưa biết tặng quà gì cho người thương. Còn chị em cũng lo sốt vó vì lễ này chưa có kế hoạch gì. Không sao, hãy để Liên Quân lo. 20 tháng 10, chơi Liên Quân, triệu quà yêu thương. Combo iPhone 11 Pro Max cộng AirPods cực đỉnh siêu hot. Có bông giúp phiên bản giới hạn ngồi nghỉ đáng yêu. Được việc chọn một trong 8 trang phục xịn sò. Đặc biệt lần đầu tiên tặng free toàn sạch vơ tướng Freezic. Quá đã luôn. Tôi chẳng chờ gì mà không tham gia ngay sự kiện 20 tháng 10 của Liên Quân. Chơi ngay thôi. Tuần váy đẹp 20 tháng 10, chơi Liên Quân, triệu quà yêu thương. Xin chào tất cả mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Tuần phái đẹp chơi Liên Quân 20 tháng 10 triệu quà yêu thương. Đây là sự kiện vô cùng hấp dẫn và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn về sự kiện này và cách thức tham gia như thế nào. Ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy chúng ta có xuất hiện đó là 4 ô. Đầu tiên là chia sẻ để nhận quà, quà tặng miễn phí, sự kiện hấp dẫn và gift code miễn phí. Trời ơi toàn quà đó các bạn ạ. Với ô đầu tiên chia sẻ nhận quà, các bạn ấn vào thì một giải nhất các bạn sẽ nhận được một bộ trang phục tùy chọn, 5 combo tướng và trang phục nha. Đấy, có bằng này tướng này, đây là một giải nhất này. Hai giải nhì chúng ta sẽ có tùy chọn combo tướng và trang phục Enzo. 7 giải 3 chúng ta sẽ tùy chọn được tướng hoặc trang phục Euron hoặc là Dancy. Cách thức tham gia là mọi người chỉ cần ấn chia sẻ ngay. Sau khi chia sẻ mọi người là quẩy lên nào anh em ơi. Đó, sau đó là mọi người ấn đăng công khai nha, công khai chế độ công khai nha, đăng lên Facebook. Sau thì đây, đấy là chia sẻ, mình đã chia sẻ rồi, còn quà tặng. Từ từ đây đây. Nếu mà nói quà tặng miễn phí chúng ta sẽ có. Đây là trang phục miễn phí nha mọi người nha, trang phục miễn phí và combo iPhone 11 Pro Max cộng Android. Trời ơi. Ui giời ơi, quả cam, ba cái quả cam này thôi mình chưa có các bạn ạ. Nếu mà tham gia thì không biết là mình có may mắn hay không. Tiếp theo là free skin toàn server, zip bông này, tướng mới Kha'Zix. Đấy là những quà tặng cho mọi người nha. Nhận tướng miễn phí chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Sự kiện xưởng quà Moren. Còn đây thì nằm trong sự kiện hộp quà phái đẹp 20 tháng 10. Zip bông thì chúng ta sẽ nằm trong sự kiện 20 tháng 10 chia sẻ bài hát nha mọi người. Nhận tại sự kiện ô trỏ kỳ diệu. Lại là ô trỏ kỳ diệu. Ok, và sự kiện hấp dẫn của chúng ta sẽ có ô trỏ kỳ diệu là một này. Từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 sự kiện không xuất hiện hàng ngày, mà chỉ mở vào những dịp đặc biệt. Đã quay trở lại với những phần quà vô cùng đặc biệt. Wow, mọi người có thể nhìn thấy combo iPhone 11 Pro Max cộng tai nghe iPhone cái gì này, loa JBL và tai nghe Razer à. Chỉ cần đăng nhập vào game tham gia quay cái này quay mà. Cái này chắc chắn các bạn biết rồi. Tiếp tục là chúng ta sẽ có 20 tháng 10 chia sẻ bài hát. 20 tháng 10 chia sẻ bài hát. Từ ngày 13 cho đến ngày 20 đăng nhập trong trang sự kiện, hoàn thành một số nhiệm vụ nhỏ. Đặc biệt là đừng quên đăng nhập trong ngày 20 tháng 10 để nhận chìa khóa mở dương trang phục. Cái này mình cũng giới thiệu mọi người rồi. Tiếp tục là rèn Kha'Zix miễn phí. Xưởng quà Moren mùa 2 rèn Kha'Zix. Đây là tướng các bạn sẽ được nhận miễn phí vào ngày 20 tháng 10. Các bạn cần phải làm nhiệm vụ ở trong xưởng quà Moren. Từ ngày 20 tháng 10 cho đến ngày 26 tháng 10 năm 2019 đăng nhập nhận ngay tướng Kha'Zix. Sau đó hoàn thành nhiệm vụ để mở khóa vĩnh viễn tướng Kha'Zix nha. Đó, làm nhiệm vụ. Tiếp tục là chúng ta sẽ có hộp quà phái đẹp. Từ ngày 14 tháng 10 cho đến ngày 20 tháng 10, hoàn thành nhiệm vụ thu thập hộp quà để có cơ hội nhận trang phục miễn phí cho anh em. Tham gia nào. Ok, đây là sự kiện. Ngoài ra các bạn sẽ có thể nhận được gift code. Gift code hiện tại đã mở được 4 ô rồi. Và cho đến ngày 20 tháng 10 các bạn sẽ mở được hết toàn bộ ô này nha. Để nhập gift code vào. Và không chỉ thế, cách mà các bạn có thể là chia sẻ bài hát ở đâu. Ở đây đã có rất là nhiều bạn chúng này. Một áo thắng bại tại kỹ năng, một áo thắng bại kỹ năng, tướng hoặc trang phục tùy chọn. Trời ơi sướng thế. Ở đây chia sẻ bài hát nha. Thử tìm chữ Việt xem. Ôi đau lòng các bạn ạ. Trời ơi sao tên của tôi lại không có. Ví dụ như là Lan chẳng hạn. Có không? Sorry, từ từ tìm kiếm đã.
Mỗi tối mỗi làm cùng liên quan, yeah. Tình yêu kia lại cứ lớn thêm một lần. Và bên Lan lại quấn cứ như vào liên quan. Cạnh Hoài mà anh không chán, cứ yêu nhiều lần. Huyền chẳng hạn. Huyền ơi bên anh em ơi. Giáp luôn các bạn ạ. Quân nhận quà thôi. 20 tháng 10 mình chơi iPhone 11 Pro Max chất chơi. 20 tháng 10 là hết nấc. Trong tim Huyền là người đẹp nhất. Nếu mà Huyền là người đẹp nhất. Tất nhiên mọi người chỉ cần chia sẻ hoặc là tải nhạc các bạn, nếu mà thích tên bài hát thì có thể tải. Ở đây thì chúng ta có nhận quà miễn phí này. Mọi người phải chia sẻ trang để nhận quà miễn phí nha. Đang lên Facebook chế độ công khai. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ có nhiệm vụ dinh quà. Nhiệm vụ dinh quà hạ gục hoặc là hỗ trợ 3 lần được 15 điểm, tìm kiếm bài hát 10 điểm, chia sẻ bài hát 20 điểm, đăng nhập vào game 15 điểm, hoàn thành một trận đấu 15 điểm. Nhiệm vụ bí mật, hãy quay trở lại 20 tháng 10. Ok, đấy là những cái nhiệm vụ mà các bạn có thể tham gia sự kiện. Đấy là tất về sự kiện của Liên Cơ Bay. Các bạn có thể ấn chia sẻ quà tặng đây. Quà tặng thì mọi người có thể nhìn thấy là chúng ta sẽ có quà tặng, đó là 100 điểm vé quay kho báu, 200 điểm sao bảo hộ hạng và 300 điểm dương trang phục free nha. 9 trang phục đây này, ở đâu 2 4 6 8 trang phục cho mọi người. Các bạn có thể tham gia chia sẻ bài hát này, sau đó làm nhiệm vụ. Sau khi đủ điểm rồi thì mọi người nhớ đổi dương nha. 300 điểm các bạn sẽ đổi được trang phục này. Ok, và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Bây giờ thì mình sẽ tắt video clip này và đi ngủ thôi. Chào mọi người, tạm biệt mọi người.